Mẫu chuyện kèn sừng ốc. Xưa có một quốc gia chưa ai thấy qua cái kèn sừng ốc, tất nhiên là cũng chưa nghe âm thanh của nó bao giờ. Ngày nọ, có một người sành chơi kèn đi qua nước ấy vào đến thôn làng. Ngay lúc ông đang thổi kèn sừng ốc, âm thanh phát ra trầm bổng vang xa, tất cả dân làng đều bị chấn động, xúm nhau chạy tới để nghe. Người chơi kèn thổi liền ba bài, xong ông ta đặt vỏ ốc trên đất. Cái âm thanh vừa rồi sao mà mượt mà du dương hay đến vậy? Người xung quanh xôn xao hỏi. Chính là cái vỏ sừng ốc này phát ra đấy mà. Đây là loại vỏ ốc bự có rất nhiều rong biển. Nó có thể phát ra âm thanh cực lớn và hay. Dân làng nghe nói không nhịn được, chạy tới sầm soi vỏ ốc rồi bảo nó. Nè, mày biết phát ra tiếng, vậy mày có thể nói chuyện với bọn ta không? Vỏ ốc vẫn im lặng. Nè, có phải chủ nhân người bảo người phát ra tiếng thì người mới làm theo không? Vỏ ốc vẫn cầm như hến. Người thổi kèn liền cầm vỏ ốc lên, ghé môi vào chúm miệng thổi. Vỏ ốc liền phát ra âm thanh du dương, trầm bổng thiệt hay. Lúc này dân làng chợt hiểu, hóa ra âm thanh mê hồn vừa rồi không phải là âm thanh của một mình vỏ ốc, mà phải nhờ đến tay, miệng, khí lực và người biết thổi mới phát ra tiếng được. Kể theo truyện ngụ ngôn của Lâm Thanh Huyền. Bài học đạo lý. Muốn chơi kèn sừng ốc, trước tiên ta phải có một vỏ ốc lành lặn, không sức mẻ. Quan trọng nhất là ta phải có làn hơi mạnh mẽ và biết thổi. Không những ta cần bảo quản vỏ ốc cẩn thận, mà còn phải bảo trọng, giữ gìn sức khỏe của mình, không để bị cảm lạnh. Biết chọn thức ăn có ích cho làn hơi, như vậy mới có thể thổi kèn vang xa. Nghệ thuật sống của con người cũng vậy, thân giống như vỏ ốc, tâm giống như người chơi kèn. Trước hết phải chăm sóc giữ gìn cho thân thể lành lặn, khỏe mạnh. Muốn bảo dưỡng tinh thần tốt thì phải khéo tuyển chọn và thu nạp những gì có ích cho tâm linh, giúp tâm sáng suốt, an tĩnh, không bị kích động, loạn cuồng, vân vân. Nghĩa là ta nên xem kinh điển hoặc những sách hay giúp ta mở sáng tâm, thăng hoa thần trí. Nếu ta muốn xem phim thì chỉ nên xem những phim tươi tắn, có nội dung lành mạnh, nhẹ nhàng, giúp ta thư giãn, giảm stress. Những phim ảnh bạo động, có nội dung xấu sẽ khơi dậy tham, sân, si, gieo vào tâm thức ta những ảnh hưởng không lành. Nếu nghe nhạc thì không nên nghe những bản nhạc sầu thảm quá độ, vì âm thanh bi lụy sẽ làm tâm tư ta sướt mướt theo. Gìn giữ sự trong sáng cho tinh thần cũng giống như người chơi kèn khéo nuôi dưỡng làn hơi tốt. Khi thân tâm ta đều hoàn chỉnh, nghĩa là thân đã được chăm sóc tốt và tâm đã được trưởng dưỡng bằng các tố chất thanh khiết, trở nên tỉnh sáng, an lạc, thì lúc ấy ta sẽ cống hiến cho đời những âm điệu du dương, những tiết tấu hay nhất trần đời. Ha ha ha, 闻什么的说哈。